Kính thưa quý vị, nhiều thí sinh tập trung tại thành phố New York chuẩn bị cuộc thi Ai sẽ là người thắng cuộc trong giải thi Người ăn nhiều hot dog nhất trên thế giới vào năm 2013. Đây cũng là một trong những cuộc thi truyền thống trong ngày lễ độc lập Hoa Kỳ, July 4. Nhiều thí sinh gạo cội đã đoạt giải quán quân như anh Joey Chestnut 6 lần đoạt huy chương vàng và chị Sonia đang giữ chức người phụ nữ ăn nhiều hot dog nhất trên thế giới với mệnh danh The Black Widow. Các thí sinh đang cân trọng lượng thân thể, kiểm soát sức khỏe trước khi tham dự cuộc thi. Danh thủ ăn hot dog anh Chestnut trả lời đến với báo chí rằng bản thân anh đã sẵn sàng và muốn phá kỷ lục của chính mình tạo nên và ao ước tạo thêm thành tích vô địch ăn hot dog lần thứ 7. Bản thân anh Chestnut rất tự tin vào cuộc thi tại thành phố New York. Có 15 thí sinh tham gia cuộc thi ăn hot dog này. Coney Island gần trung tâm thành phố New York tổ chức cuộc thi với ước tính có khoảng 30.000 dân chúng và khách du lịch chứng kiến. Trong khi đó, với 9 thí sinh nữ ghi danh tham dự cuộc thi, nhiều tiên đoán chị Sonia sẽ không có đối thủ và tiếp tục giữ huy chương vô địch trong năm 2013. Sonia muốn cuộc thi ăn hot dog trong năm 2013, chị sẽ phá vỡ kỷ lục chính mình tạo nên vào năm ngoái.